Đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thoạt nhìn không phải một đêm khác lạ của bóng đá châu Âu. Thế nhưng đôi khi tưởng không lạ mà lại lạ đến không tưởng. Đó là một đêm mà giải vô địch quốc gia vẫn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh Premier League, diễn ra vô cùng sôi động với những sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như đương kim vô địch Man City, Liverpool và cả chiến thắng tiếp theo của đội bóng phập phù nhưng vừa tìm được chiến thắng thứ hai liên tiếp, đó là Arsenal. Nhìn sang La Liga, nhà vua xứ đấu bỏ Atletico Madrid cũng xuất trận để mở màn cho một cuối tuần tràn ngập bóng đá của lục địa già. Thế nhưng không quá khi nói Premier League và La Liga đã mang đến một số thất vọng. Ngoài chiến thắng của Arsenal và kết quả của Liverpool trước Crystal Palace, thì hai nhà vô địch của giải đấu lại khiến cho cổ động viên ngáp ngắn ngáp dài trong cơn buồn ngủ. Để rồi chung cuộc Man City hòa Southampton, còn Atletico thì cũng hòa Bilbao với cùng tỷ số không đều. Trong bối cảnh đó, các khán giả đại chúng đã buộc phải tìm kiếm niềm vui ở những giải đấu mà bình thường họ không để ý đến quá nhiều. Thế nhưng cũng nhờ dịp khác lạ này, những người xem đại trà như thế mới biết được hàng tuần họ đã bỏ qua những gì. Không hề quá khi nói rằng Inter Milan và Bayern Munich chính là hai câu lạc bộ tạo nên ấn tượng mạnh nhất trong làng bóng đá châu Âu vào đêm qua. Trong khi bầy rắn siết cổ Bologna với chiến thắng đậm đà 6-1, thì hùm xám cũng nghiền nát Bochum với chiến quả đậm đà 7-0. Khoan, gượng đã. Nếu bạn định bỏ đi vì cho rằng đấy chỉ là những màn bắt nạt những đối thủ yếu, thì hãy kiên nhẫn hơn một chút. Bởi kể cả trong những cuộc dạo chơi như vậy, đôi khi ta cũng sẽ tìm ra những điều thật thú vị và đáng nói. Giữa bối cảnh đã được set up rất dài ấy, đúng vậy, người tôi đang muốn nhắc đến chính là Joshua Kimmich, cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng của Bayern. Thật ra thì như thường lệ, Robert Lewandowski mới là cái tên được huấn luyện viên Julian Nagelsmann khen ngợi nức nở sau trận đấu với lời tụng ca: cậu ấy vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Dẫu vậy, trong màn thủy uy sức mạnh khiến đối thủ phải rên xiết để thắng trận thắng thứ 7 liên tiếp và tiếp tục chiếm trệ trên đỉnh bảng xếp hạng của Bayern, sát thủ người Ba Lan lại không phải người ghi nhiều bàn nhất tại Allianz Arena. Lewandowski chỉ ghi một bàn trong khi Kimmich lập cú đúp, và đó đều là những pha lập công rất ấn tượng. Phút 27 trên sân nhà, chỉ ít lâu sau khi đá phạt tuyệt đẹp mở tỷ số, Leroy Sané tung đường căng ngang rất ngọt vào vòng cấm để đáp lại. Kimmich xoay người nguyên một vòng 360 độ trước khi dứt điểm hoàn toàn bằng trực giác để nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern. Phải, các bạn vừa chứng kiến pha xử lý chốt hạ của một tiền vệ. Bước sang hiệp 2 khi tỷ số đã là 5-0, cái tên Kimmich tiếp tục được sướng lên với một pha xử lý còn ấn tượng hơn. Đỡ bóng bật ra trước cửa vòng cấm, anh xử lý khéo léo khi lần lượt đối đầu hai cầu thủ Bochum để đưa bóng vào trong trước khi di chuyển, chọn vị trí thông minh để nhận lại đường chuyền cuối cùng để dứt điểm thật bình thản vào lưới. Ghi hai bàn trông có vẻ dễ dàng trước một đối thủ yếu đang đứng gần đội sổ trên bảng xếp hạng thì có gì đáng nói? Xem đến đây, hẳn có khán giả thắc mắc như vậy. Để giải thích, trước hết hãy nhìn vào những thống kê về trận đấu này trên trang chủ của Bundesliga, nơi mà màu đỏ của Bayern đã áp đảo hoàn toàn màu xanh của Bochum, cứ như thể một cơn flashback về thắng lợi của Donald Trump và Đảng Cộng Hòa trên bản đồ bầu cử Mỹ vào năm 2016. Và nếu nói sự áp đảo một cách toàn diện ấy được đạo diễn bởi hầu như chỉ một cái tên, một động cơ quan trọng nhất mang tên Joshua Kimmich, thì đã đủ để gây ấn tượng và khiến các bạn tò mò để theo dõi tiếp chưa? Thật vậy, màn trình diễn của tiền vệ 26 tuổi xứng đáng giành được lời khen của những người khó tin nhất. Về mặt chủ quan, diễn đàn hardcore của những người theo dõi Bayern Munich một cách cuồng nhiệt, Bavarian Football Works chấm Kimmich 10 trên 10 điểm với lời phê. Một khi đã bật trở lại chế độ quái thú, chàng trai này thật khó để ngăn chặn. Hai bàn thắng, tỷ lệ chuyền bóng 91% và vô số cơ hội quan trọng được tạo ra, hợp sức tạo nên một trong những màn trình diễn hay nhất của Kimmich kể từ đầu mùa. Không quá khi nói Kimmich che phủ mọi ngọn cỏ, nổ súng vào tất cả các chiến hào và chính là đầu tàu của đội bóng này. Có thể nói, một trong những mơ ước lớn nhất của các cổ động viên Bayern lúc này là Kimmich sẽ có đủ thời gian nghỉ ngơi và luôn luôn khỏe mạnh. Bởi lẽ, sự hiện diện với phong độ cao của anh trên sân chính là điều kiện tiên quyết giúp Bayern Munich giành quán bar ở mùa giải này. Đối với khán giả trung thành của kênh YouTube này thì nghe quen quen nhỉ các bạn. Phải, Kimmich từng có một màn trình diễn ngoại hạng tương tự như là trong màu áo đội tuyển Đức trước Iceland ở trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Khi đó tôi đã bình luận trong clip cỗ xe tăng bắn toang băng đảo: Kimmich là tiền vệ cầm bóng tốt nhất thế giới như thế này. Cầu thủ quê Rothwell này như một thống soái ở tuyến giữa. Anh không cho phép cầu thủ Iceland thường xuyên di chuyển quá khu vực giữa sân, cũng như không cho họ nghỉ ngơi khi lùi về sân nhà, bằng cách lần lượt đưa quả bóng đến những vị trí nguy hiểm cho các đồng đội của mình ở tuyến trên. Đá trong vai trò một số 6, nhiều lần Kimmich gây sức ép
khiến Iceland mất bóng gần như ngay lập tức sau khi Đức mất quyền kiểm soát. Còn trên mặt trận tấn công, có cảm giác như mỗi khi bóng đến chân kim mix, khu vực 16m50 của Iceland phải hết sức đề phòng những đường truyền rót thẳng vào vùng cấm địa này. Điều đáng nói là cũng trong trận Đức-Iceland đó, dù có phong cách truyền tương đối mạo hiểm và phóng khoáng, nhưng Kim Ích vẫn đạt tỷ lệ truyền thành công lên đến 92% với 150 đường truyền chính xác. Trong đó anh thực hiện thành công 6 trên 11 đường truyền dài. Đấy là những thống kê rất tuyệt vời trong bối cảnh Iceland tập trung hoàn toàn cho khâu phòng ngự và Đức rất cần áp lực thường trực để phá bằng. Trở về với thực tại, nhìn những thống kê sau đây, có thể khẳng định Kim Ích vừa tái chứng minh vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới và chứng minh vì sao anh xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong một ngày mà đàn anh Lewandowski, như huấn luyện viên Nagelsmann đã nói, vẫn chơi quá hay. Cụ thể trước Bochum, Kim Ích có 74 trên 82 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ 90%, 8 lần thu hồi bóng, 2 lần đánh chặn, 100% lần tắc bóng thành công, 7 trên 10 đường chuyền dài thành công, tạo ra 2 cơ hội, tung ra 3 cú sút, trúng đích 2 lần và ghi luôn 2 bàn thắng. Và rồi nếu hai trang web đã được đeo vẫn chưa đủ uy tín, thì lần lượt SofaScore và WhoScore chấm Kim Ích 9,1 và 9,2 điểm đều cao nhất trên sân. Vẫn dễ có quan điểm rằng thôi nào, chỉ là màn trình diễn bắt nạt đội yếu mà. Vậy thì đây là thông số Kim Ích trước Barcelona Champions League cuối tuần trước. 62 trên 68 đường chuyển thành công, đạt tỷ lệ 91%, 2 trên 2 đường căng ngang thành công, 3 key pass, 3 lần dây dắt thành công và 6 trên 6 đường chuyền dài thành công. SofaScore chấm Kim Ích 7,4 điểm trong trận đấu đó chỉ sau đồng đội Leon Goretzka ở trung tuyến và tất nhiên là đàn anh lập cú đúp Lewandowski ở trên sân. Kiểm soát và cầm trịch lối chơi, tầm nhìn và khả năng nhạy bén lại thường xuyên xuất hiện thật đúng lúc để bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương. Màn trình diễn ở mức tốt đó của Kim Ích hẳn có ý nghĩa rất lớn với anh bởi nó được thực hiện trên sân Camp Nou, nơi mà thần tượng Xavi của cầu thủ sinh năm 95 từng tung hoành ngang dọc. Từ ngày còn nhỏ, hình mẫu của tôi luôn là Xavi Hernandez, người có thể không phải là cầu thủ vĩ đại nhất nhưng luôn thi đấu với tầm nhìn, kỹ thuật và những đường truyền tuyệt vời. Kim Ích từng tiết lộ như thế trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild. Để rồi thật trùng hợp, hay có lẽ là sự sắp đặt của định mệnh mà Kim Ích có được ngày hôm nay là nhờ một phần công rất lớn của huấn luyện viên cũ Pep Guardiola. Cụ thể trong chia sẻ mới đây nhất, chưa đầy một tuần của tiền vệ người Đức với tờ Empire, anh phân tích: "Tôi từng đá tiền vệ, tiền đạo cánh lẫn trung vệ. Giờ đây khi chơi chủ yếu ở trung tuyến, tôi có thể nắm bắt nhu cầu của đồng đội trên sân và hiểu trận đấu theo cách toàn cục. Pep từng giúp tôi rất nhiều trong phương diện đó. Huấn luyện viên cũ luôn yêu cầu rất cao với tôi trong việc nắm bắt vị trí của các đồng đội trong cùng một thời điểm. Thử thách lớn nhất luôn là tìm ra các khoảng trống, nhưng đó cũng là thứ khiến tôi thích thú nhất, bởi chỉ cần làm tốt chuyện đó thì bạn sẽ nhận được sự tin tưởng khổng lồ từ các đồng đội và huấn luyện viên." Anh tự tin. Sự tự tôn một cách mạnh mẽ ấy cũng là nét tính cách đặc trưng của Kim Ích, từng được một cựu huấn luyện viên Bayern khác là Hansi Flick xác nhận vào năm 2020. Lẽ ra đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân Camp Nou hồi giữa tuần vừa rồi. Cá tính ấy và tài năng đang ở độ tuổi chín muồi ấy cũng lý giải vì sao dù vừa được Bayern trói chân đến năm 2025 với mức lương khủng, nhưng bên cạnh khát khao giành thêm nhiều danh hiệu với Hùng Xám, thì trong một bài phỏng vấn khác, Kim Ích cũng chia sẻ anh rất muốn thi đấu cạnh Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi.